Miến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Khỏe Không. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời sẽ trò chuyện cùng với chúng ta quý vị nhé. Xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, nguyên trưởng bộ môn dinh dưỡng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng với một vị khách mời nữa đó chính là diễn viên Kỳ Thiên Cảnh. Xin được chào bác sĩ và chào anh Thiên Cảnh ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về một vấn đề mà rất là nhiều quý vị phụ huynh quan tâm, đó là tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ nhỏ. À, xí xí nha. Về vụ này á thì cho Cảnh xin phép được đại diện các bậc phụ huynh á chia sẻ chút xíu được không? Dạ dạ mời anh. Mình cũng có con rồi nên mà con nít á thì lúc nào mình cũng muốn là cho bé mau ăn chóng lớn hết. Nên mà bé mà ăn được nhiều á cái mình thích lắm. Dạ. Giờ đây con nít mà nó hơi mũm mĩm chút xíu á nhìn cũng dễ thương nữa. Vậy thì á bây giờ chúng ta sẽ xem là ý kiến của anh Cảnh đó là con nít thì phải bụ bẫm, phải tròn tròn mới dễ thương. Không biết là có trùng khớp với ý của một người mẹ trong tiểu phẩm ngay sau đây hay không. Thì xin mời anh Cảnh, mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm quý vị nhé. Gà răng rất rất thơm. Ăn đi con. Dạ lẹ ba không nói con cũng ăn lẹ à, con thèm quá. Ăn nhanh. Mẹ con mà về là ba tiêu luôn đó nghe chứ. Ê mẹ về. Đây lụm. Hello tình yêu. Tình yêu ơi. Sao hôm nay em về sớm vậy hả? Anh có pha một ly nước cam cực kỳ ngọt luôn. Ngọt như tình yêu của anh dành cho em vậy. Hãy xuống dưới bếp uống nào, đi. Ê khoan. Anh ngọt sao nữa? Đâu không thấy mà tôi thấy. Tôi hơi nghi ngờ nha. Nghi gì, có gì đâu có còn nghi. Hay là tôi ngửi được cái mùi gì đó tôi không thích á. Cái mùi hả? Không có mùi gì đâu. Đi xuống uống nước cam. Đi nghe anh à. Rồi mọi chuyện sẽ qua, Mày giấu giùm bạn. Giờ sao ba? Giờ giấu chắc đi, xuống mẹ ra là tiêu. Ha. Đi lên. Tôi biết ngay mà. Hai cha con ngồi xuống cho tôi. Bình tĩnh. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là đừng có cho con ăn những cái món như vậy mà. Con chưa đủ béo phì hả anh? Thì anh cho con ăn xong rồi hai cha con của anh chạy giờ quanh nhà 8 vòng. Ok chưa? Chạy 8 vòng? Ừ. Hay là 8 bước ra ngồi thở hả? Thì anh nói thiệt luôn á, sao em cứ đặt nặng vấn đề này, em cứ gọi con là béo phì vậy? Anh thấy con mình nó chỉ hơi thừa cân một chút xíu thôi. Có béo phì đâu. Mà em cứ quở con hoài, đúng không con? Dạ đúng. Ừ, gì? Nè. Anh có nhớ cái chuyện mà con chơi đuổi bắt với mấy bé hàng xóm không? Dạ, con toàn chạy thua không mà, con đâu chạy lại mấy bạn. Thấy chưa? Mày nói chi? Tại sao con chạy thua? Tại sao con chạy không lại mấy bạn? Tại vì con béo phì, con ì ạch, nên con chạy không lại đúng không? Em đừng có nóng, thì anh đồng ý là mình phải giảm cân. Đúng là Mỹ là phải giảm cân, nhưng mà không thể nào mình sang ngang vậy được em. Tự nhiên vậy con đang ăn uống bình thường vậy, con em bắt con là phải ngưng cá, ngưng thịt, xong rồi ngưng chất đạm, ngưng chất béo. Chỉ ăn rau củ không thôi à? Dạ, ăn rau không thì con không đủ sức hợp, con toàn bị chóng mặt. Đó, thấy chưa, nó chóng mặt kìa. Bây giờ sao, con chóng mặt mà học không được. Bây giờ em chọn đi, một là con mình nó học tệ dở luôn, hai là em cho con mình nó thiệt là giỏi, nó chạy thiệt là nhanh, nó ăn đứt mấy bà hàng xóm. Em chọn một hai trong một, một trong hai đi. Con chỉ muốn được ăn mấy món con thích thôi. Người cha thì cũng có tình thương của người cha, còn người mẹ thì cũng có cái lý của người mẹ nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp này, nếu là mình đó nha, thì ở nhà là Cảnh sẽ cho con mình cũng ăn, ăn nhiều mà có đôi lúc á cũng hơi ép ăn một chút. Tại vì khi mà có ngày á bé ăn được lắm, nhưng mà có ngày thì không biết sao á hai ba muỗng là bé nhả ra, bé không chịu ăn nữa. Là giống như là cái ngày ăn được cái ăn bù cho bé ơi đó. Thì cái bữa nào mà bé ăn nhiều á thì lúc đó là em luôn cho bé là chơi chung với bé, là tại bé cũng thích vận động lắm,
thì chơi trò chơi rồi thải banh rồi bé đi lấy đi rồi nói chung là cho bé vận động chứ không có cho bé mà cứ ngồi một chỗ ăn xong là ngồi chơi là không có được. Thì thừa cân béo phì là một cái tình trạng rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em nhỏ nhỏ trong cái độ tuổi của cái bé bi đó, tức là khoảng chừng 7-8 tuổi đó. Nếu như mà bé bị thừa cân béo phì trong giai đoạn này, cái sợ nhất chính là cái dậy thì sớm. Và cái dậy thì sớm này á, nó sẽ làm bé mất luôn cái chiều cao lúc trưởng thành. Lúc đó thì nó thành một cái đứa vừa mập lại vừa thấp nữa, thì rất là xấu dáng. Đồng thời nó sẽ dẫn tới hàng loạt các cái bệnh lý liên quan tới mỡ, ví dụ như là tiểu đường nè, cao huyết áp nè, tim mạch nè, thậm chí một số các cái ung thư cũng liên quan tới béo phì. Phải làm sao để giúp con mình không bị thừa cân béo phì nhưng mà đồng thời vẫn giúp bé có thể ăn được nè, khỏe mạnh nè, không có rơi vào cái vực thẳm gọi là thiếu chất dinh dưỡng, và cũng giúp cho đứa bé nó vui vẻ, nó hưởng thụ cái cuộc sống này giống như mọi người chung quanh. Chứ ai cũng ăn thịt hết rồi bắt con ăn rau thì thiệt là quá tội luôn. Dạ, nhiều khi là ba mẹ là trong một cái thời gian không có quan tâm, không có để ý, đến một ngày thấy mập quá rồi nha, cái cắt hẳn rồi là làm áp lực tinh thần cho bé nữa. Không biết là ví dụ như trong trường hợp của anh Cảnh, nếu gặp phải trường hợp đó mà hai vợ chồng là có cái ý kiến bất đồng với nhau thì anh làm sao ạ? Thì nếu mà hai vợ chồng mà có bất đồng quá đó thì tốt nhất đó là nên đưa bé đi lên tới một cái trung tâm dinh dưỡng nào đó để cho bác sĩ thăm khám thì sẽ có chuyên môn hơn. Bởi vì chắc chắn là trẻ con á, nó cũng có cái ngày vui, ngày buồn, nó cũng có cái ngày ăn nhiều, ngày ăn ít. Có những món ăn nó thích nó ăn nhiều hơn, có những món ăn nó không thích, hay là bữa đó nó đang lẫy ai đó nó không thèm ăn. Thì những cái chuyện đó hoàn toàn xảy ra thường xuyên trong cuộc đời của đứa bé, và nó không phải là một cái điều bất thường. Cho nên chúng ta cũng có thể là những cái bữa nào bé bệnh, bé không ăn được thì mình nương nhẹ theo cái hệ sinh lý của bé, hệ tiêu hóa, và chúng ta cho ăn ít đi. Nhưng mà cái bữa nào bé ăn được thì chúng ta cho ăn bù, và đi kèm với chế độ ăn luôn luôn là cái sự vận động và theo dõi. Thì hiện nay một trong những cái vấn đề mà gây ra cái tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em nhiều nhất á, chính là cái chuyện trẻ của mình nó không đủ cái thời gian vận động. Thì cái điều này cũng thông cảm là tại vì cái khuôn viên, cái nơi mà vận động nó cũng khó. Mỗi lần đi tập thể dục là phải chở đi rất xa, rồi cái thời gian bố mẹ cũng bận rộn, đôi khi về đến nhà là mệt nhoài rồi, cũng chỉ muốn là con yên lặng cho mình nghỉ ngơi. Cho nên là cho bé xem TV hay là xem iPad gì đó, thì tất cả những cái yếu tố xã hội, yếu tố môi trường như vậy tập trung vào, nó làm cho một đứa trẻ trở thành béo phì, chứ không phải là chỉ là chuyện bé ăn nhiều hơn so với nhu cầu. Bởi vì chúng ta đừng quên là cơ thể của bé là một cơ thể đang phát triển, nó xây dựng đủ thứ hết á, xây dựng xương nè, xây dựng tim, xây dựng gan, phổi, hệ miễn dịch. Cho nên cái quá trình xây dựng nó kéo dài từ lúc sinh ra cho tới khi mà nó được 15-16 tuổi. Và chúng ta mỗi một ngày chúng ta đều phải theo dõi cái xây dựng đó, giống như mình xây nhà mà, đúng không? Ngày nào cũng phải lên coi thợ lót gạch có ngay hàng thẳng lối không, hay là tô cái tường có bị méo không. Thì cái việc xây dựng cơ thể của một đứa bé nó cũng diễn tiến y chang như vậy. Và cái việc mà theo dõi, phát hiện sớm những cái trục trặc và điều chỉnh sớm thì nó bao giờ cũng dễ dàng hơn là cái chuyện mà để một cái tình trạng xảy ra rất dài, tự nhiên một ngày đẹp trời không đùng một ăn. cái cắt ngang một cái, thì cái điều đó là rất khó về cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần cho đứa bé. Nhưng mà nếu mà bây giờ lỡ béo phì rồi thì cái chế độ ăn mẹ nấu thì mẹ sẽ cần quan tâm gì, giảm những cái chất nào, hoặc là bữa ăn nó phải như thế nào thưa bác sĩ? Điều trị béo phì trẻ em thì nó khác điều trị béo phì người lớn ở chỗ là trẻ em nó còn cái lợi thế về việc tăng chiều cao. Người lớn thì hết tăng cao được rồi, cho nên cách duy nhất là mình phải giảm cân. Còn đối với trẻ em á, thì thường thường chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là đặt cái mục tiêu là giữ cân nặng của nó y chang như vậy và giúp nó tăng cái chiều cao lên. Cho tới khi nào chiều cao nó đạt cái mức cân đối với cân nặng thì bé thoát béo phì. Tập trung hơn vào những cái loại thực phẩm giúp gia tăng chiều cao và giảm những cái thực phẩm làm tăng cân nặng. Thì không phải là mỡ đâu, dầu cũng là béo. Rồi đồ ăn chiên, đồ ăn quay, những cái loại hạt có dầu như là đậu phộng, thậm chí cả những cái món bánh mà người ta trộn bơ, có bơ hay là có kem trong đó cũng tính là đồ thực phẩm béo. Cho nên chúng ta sẽ giảm bớt những cái thực phẩm đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ gia tăng những cái thực phẩm là ít năng lượng, ví dụ như là rau. Thường thường con nít thì nó không khoái ăn rau khổ vậy đó. Thì chúng ta sẽ phải đành là chế biến, tìm cách chế biến rau trong những cái món ăn hỗn hợp. Rất là cảm ơn bác sĩ cũng như là cảm ơn diễn viên Kỳ Thiên Cảnh ngày hôm nay đã đến đây trò chuyện với lại Bạn Khỏe Không. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Phụng Yến, bác sĩ Yến Phi cũng như là diễn viên Kỳ Thiên Cảnh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và thế là nó sẽ có những cái chuyện là không thống nhất. Và bữa cơm gia đình vốn nó phải là một cái nơi để tất cả chúng ta cùng tận hưởng, cùng ăn ngon, sống khỏe, để tranh luận xem là bây giờ chế độ dinh dưỡng